Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô lắng nghe câu chuyện Kỳ nghỉ ở Osaka, được trích từ cuốn truyện đọc mở rộng lớp 5 do Quibook phát hành. Kỳ nghỉ ở Osaka. Vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, Linda và em gái được bố mẹ dẫn đi du lịch tại Osaka, Nhật Bản. Vừa đặt chân đến nơi đây, một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra trước mắt. Tuyết rơi nhẹ nhàng từ trên cao, phủ lên mặt đất như một tấm thảm trắng tinh khôi. Chị ơi nhìn kìa, tuyết đang rơi! Em gái reo lên đầy thích thú. Bố mẹ ơi, lát nữa cả nhà mình cùng chơi trò nặn người tuyết đi ạ. Linda hào hứng nói. Đợi sau khi tuyết ngừng rơi, cả nhà Linda bắt đầu chạy nhảy, chơi đùa dưới tuyết. Từ những hạt tuyết nhỏ, Linda và em gái đã tạo những người tuyết độc đáo với nhiều dáng vẻ khác nhau. Cứ như thế, họ vui vẻ cười đùa với nhau dưới trời tuyết. Kỳ nghỉ dài một tháng, hai chị em Linda được bố mẹ dẫn đến nhiều nơi và ăn nhiều món ngon, nhưng kỷ niệm về lần đầu tiên được trời tuyết vẫn in sâu trong trái tim của cả hai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, họ quay trở về trường học và hào hứng kể về kỳ nghỉ đầy thú vị của mình. Theo Hồng Thư, chúng ta vừa được nghe câu chuyện về kỳ nghỉ của Linda và gia đình ở Osaka, Nhật Bản năm ngoái. Các em cũng hãy kể với mọi người xung quanh về những trải nghiệm gắn liền với kỷ niệm trong kỳ nghỉ hè của mình nhé. Chúng ta đã nghe xong câu chuyện Kỳ nghỉ ở Osaka được trích trong cuốn sách Truyện đọc mở rộng lớp 5 rồi. Hẹn gặp lại các em trong bài đọc tiếp theo.